Xin giới thiệu vườn mít Chang Gai với hệ thống tưới thấm tự động theo công nghệ Israel. Các bạn vừa xem đây là cây mít và trái mít Chang Gai. Vườn mít này thì khoảng gần 3 năm tuổi rồi. Và đây là hệ thống tưới thấm theo công nghệ Israel. Hệ thống này tự thiết kế thôi chứ không có yếu tố Israel gì đây cả. Israel chỉ là học theo cái ý tưởng của họ. Hệ thống này được chế tạo bằng ống mềm. Bây giờ tôi sẽ mở lên cho các bạn xem. Đó, bây giờ mở nó lên nước rồi đó. Và đây là cái bét tưới. Hiện tại ở đây thì mỗi cây chỉ gắn một bét tưới này thôi. Nhưng nếu như cây nào lớn thì có thể một cây gắn hai bét tưới. Do mới mở thì nước nó còn yếu. Một chút nữa nó sẽ mạnh lên. Và nó phun rải đều ra những cái vùng xung quanh ở đây. Đó là công nghệ tưới Israel. Và cái tưới này thì hiện tại một máy bơm tưới bằng giếng thì tưới được cho 100 cây, từ 80 đến 100 cây. Và nói về mít Chang Gai này thì hiện tại giá bán của nó là khoảng 40 mấy nghìn một ký. Đó là giá thực tế tại Tiền Giang nha. Giá thực tế vào tháng gần Tết, tháng 12 năm 2017. Tháng Dương thì qua 2018 rồi. Có nhiều bạn thì nghĩ rằng cái giá đó tôi nói sạch, nhưng mà đó là giá hoàn toàn thực tế tại vùng Tiền Giang. Và về giống mít này thì nó có nhiều ưu điểm, như là ăn tươi thì nó thơm ngon, rồi trồng thì nhanh có trái, nên người ta nó gọi nó là mít siêu sớm nữa, và năng suất rất cao. Và có một ưu điểm, có một khuyết điểm rất lớn, đó là tuổi thọ cây không cao và dễ chết yểu. Cho nên trồng cây mít Chang Gai này ăn chỉ chưa đến 10 năm là nó chết rồi. Và theo chúng tôi là đơn vị bán cây giống, cho nên theo như thống kê thì hiện tại ở Việt Nam cứ 10 người trồng mít thì hết 8 người trồng loại mít Chang Gai này. Và một số ít trồng những loại mít khác như là mít lá bàn, mít không hạt, hay là mít viên linh hay là mít nghệ gì đó. Nhưng mà cái tỷ lệ đó rất thấp và đa số đều trồng mít Chang Gai. Đó là ưu điểm như vậy thôi. Còn nói về thị trường thì giá hiện tại đang rất cao, nhưng mà chủ yếu là xuất sang thị trường Trung Quốc. Về tương lai thì không ai biết chuyện gì xảy ra. Nếu như Trung Quốc không ăn, Trung Quốc không mua nữa, và với số lượng hiện tại thì tiêu thụ nội địa không thể giải quyết hết, lúc đó có thể giá rất thê thảm, hay là chuyện gì xảy ra không ai biết cả. Nhưng mà hiện tại thì năng suất cao, thu nhập cao và số người trồng rất nhiều. Giá cây giống đã tăng từ khoảng 12.000 một cây lên đến bây giờ là khoảng 30 mấy nghìn, 40 nghìn một cây rồi. Đó, và đây là cái bét tưới này, nó phun ra như vậy.